bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Địch Lệ Nhật Ba sống chung với Dương Dương bị bại lộ vì lời ám chỉ của đồng nghiệp. Đồng nghiệp vô tình tiết lộ Địch Lệ Nhật Ba và Dương Dương ở chung nhà. Địch Lệ Nhật Ba và Dương Dương đang là hai cái tên được khán giả vô cùng yêu thích hiện nay sau thành công của Em Là Niềm Kiêu Hạnh của anh lên sóng trong thời gian qua. Với những gì đã thể hiện, không ít fan hâm mộ đặc biệt danh cho cặp đôi ma nảnh bằng những cái tên thân mật như Chiến Địa Phu Phụ để thỏa sức đưa thuyền ra khơi. Những chi tiết cực nhỏ của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình rần rần bàn luận, đặt câu hỏi phải chăng cặp đôi chuẩn bị công khai tình cảm với nhau. Mới đây trên trang QQ đưa tin, mạng xã hội xứ Trung đang chuyển thay nhau tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò với Dương Dương. Mỹ Nam hàng đầu làng giải trí xứ Trung, những hình ảnh bằng chứng được netizen tìm ra hiện trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Cặp đôi hóa ra có vô số hình tình cảm khiến dân tình đứng ngồi không yên. Hình ảnh đầu tiên của cặp đôi khiến các fan nghi ngờ, đó chính là hai tấm hình Nhiệt Ba Dương Dương cũng đăng tải trong hai ngày liên tiếp 30 tháng 11 và 1 tháng 12. Cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hạnh của anh, khoe ảnh ăn uống, quảng bá sản phẩm, nhưng dân tình chỉ soi mạng tường kệ sọc cùng tấm rèm cửa, đằng sau giống nhau đến bất ngờ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cả hai đang sống chung với nhau. Tiếp theo đó, các thành soi cũng phát hiện ra Nhiệt Ba cùng Dương Dương có hai chiếc mũ đen giống hệt nhau. Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn có kính gọng đen với kiểu dáng giống nhau đến 90%. Đáng chú ý, một đồng nghiệp từng hợp tác chung trong Em Là Niềm Kiêu Hạnh của anh, Phan Việt Minh cũng bất ngờ đăng tải đầy ẩn ý. Tài tử họ Phan đăng ảnh chụp màn hình có dãy số 1188 kèm theo lời nhắn, đây cũng là số đẹp đúng không? Ha ha ha. Điều đáng nói 1188 chính là biệt hiệu của các fan cặp đôi gọi Nhiệt Ba và Dương Dương. Hiện hai nhân vật chính vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Trên mạng xã hội, đông đảo netizen đều vô cùng phấn khích và hy vọng tin đồn là sự thật, là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh hoa ngữ những ngày gần đây. Cặp kim đồng ngọc nữ Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng đi chơi riêng trong ngày thất tịch 7 tháng 7 âm lịch. Đây được xem là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Đây là dịp để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào và thân mật. Còn đối với những thành FA, thất tình bị cho là nỗi ám ảnh khi mạng xã hội ngập tràn những màn phát cậu lương miễn phí. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã có buổi hẹn hò thân mật tại Disney Thượng Hải, cùng ngắm pháo hoa, chụp hình và thưởng thức bữa tối lãng mạn. Trong bộ ảnh được chụp lại, cả hai thoải mái cười đùa, chia sẻ ánh mắt tình tứ ngọt ngào bên nhau như một cặp đôi thực thụ. Cả hai chơi vật tay, bắn tim, làm đủ mọi tư thế đáng yêu, tài tử tinh nghịch trong quá trình livestream, thay nhau rắc đường cho con dân, cảnh ngọt ngào từ trong phim đã tới đời thật. Nhờ sức nóng của bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hạnh của anh, cặp đôi Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được vô số sự quan tâm của khán giả. Với những hoạt động, hình ảnh ngọt ngào, xứng đôi thế này, fan hy vọng cả hai có màn phim giả tình thật sau khi đợt quảng bá kết thúc, để showbiz chung có thêm một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa, thực thụ chứ không chỉ ở trên màn ảnh. Sinh năm 1992, danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba đang tăng lên từng ngày với sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ. Năm 2021 được coi là một năm thành công hoạt động nghệ thuật năng suất của Nhiệt Ba khi loạt tác phẩm gây tiếng vang ngoài mong đợi. Địch Lệ Nhiệt Ba dần vượt qua những nữ nghệ sĩ cùng lứa để cạnh tranh trực tiếp với các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dịnh. Không kém cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương cũng được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết nhờ ngoại hình xuất chúng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như Tay Trái, Thiếu Nữ Toàn Phong hay Vụ Động Cản Khôn. Nhờ sở hữu ngoại hình xuất chúng, anh trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Rio, Oppo, Rejoice và trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên tham gia lễ rước đuốc cho Thế vận hội 2010. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.